đến cặp đôi Chí Linh Vân Hà, khán giả ắt hẳn sẽ bất chợt nhớ lại những vai diễn, những vở diễn đã làm lên tên tuổi của họ như Sử Bá Đao Từ Hải Thọ, Lưu Kim Đính, Sự Án Bảng Quý Phi, Tam Ban Đông Quý Phi, Ngao Xó Ốc Hến, v.v. Đây có thể xem là những vở diễn làm cho các thế hệ khán giả không thể nào quên, là đồng hương đồng tuổi và còn là đồng nghiệp với nhau. Chí Linh Vân Hà đã sát cánh bên nhau từ lúc cả hai còn mới chập chững vào nghề hát cải lương. Cho đến nay, khi nhắc lại chuyện tình của họ, Chí Linh và Vân Hà đều bật cười bởi những kỷ niệm chẳng thể nào quên. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, em cắn cỏ ăn chim sáo mồ côi. Phù sa dung đắp chia đôi bờ, anh bên bồi em bên lỡ mong chờ. Thương nghe câu mãi đầy nhớ điều lý tình ta. Nghệ sĩ Chí Linh tên thật là Huỳnh Trung Đức, anh sinh năm 1964 tại tỉnh Bến Tre và là em út trong một gia đình có 6 anh chị em. Chí Linh có bố mẹ là chủ tiệm may nức tiếng ở Sài Gòn và chị ruột là nghệ sĩ tài danh Tài Linh. Năm 1978, Chí Linh cùng mẹ và chị gái Tài Linh lên Sài Gòn ở cùng với anh trai là Tài Lương. Tại đó, Chí Linh đã được vào đoàn Sài Gòn 3 để học diễn. Hai năm sau, anh đỗ vào trường nghề dạy hát Trần Hữu Trang. Theo quy định lúc bấy giờ, học sinh trường đào tạo diễn viên Trần Hữu Trang bắt buộc phải vào nội trú dù có nhà ở thành phố. Trường còn ra quy định cấm học sinh yêu đương, nếu vi phạm sẽ bị đuổi học. Thế nhưng, đó cũng chẳng là trở ngại với cậu học trò tên Trung Đức và cô học trò có đôi mắt tròn xoe đen láy Vân Hà. Vân Hà sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Trừ mẹ và một chị gái thì Vân Hà có đến 7 người bạn đồng môn theo nghiệp sướng ca, đó là cha và 6 anh chị em trong nhà. Ban đầu, Chí Linh thấy mình có cảm tình đặc biệt với Vân Hà, nhưng không biết làm sao để tỏ tình vì vừa sợ kỷ luật, sợ bị nàng lắc đầu. Không ngờ Vân Hà cũng để ý chàng bạn học hiền lành, nói ít và hay mắc cỡ trước bạn bè nên tự cho phép mình chơi thân hơn bình thường. Ngồi nhớ anh em ngó ngó lên trời, chim sáo không về cánh cò mồ côi. Em nhớ anh nhiều sao phụ tình. Học cùng trường lại cùng quê nên tình cảm giữa Chí Linh và Vân Hà ngày càng thân thiết. Một buổi chiều, Vân Hà nhờ Chí Linh trở về nhà để ba má đưa đi khám bệnh. Không bỏ lỡ cơ hội, Chí Linh rụt rè rủ Vân Hà đi coi phim vì cũng còn sớm mà. Coi xong bộ phim, Chí Linh đề nghị: còn một phim nữa, phim này hay lắm, mấy khi được nghỉ. Nghe bùi tai, Vân Hà lại đồng ý. Vân Hà bật cười chia sẻ: hồi đó lợi dụng bóng tối để nắm tay đã là gan lắm rồi. Chí Linh hồi hộp, còn Vân Hà cũng đánh trống ngực đập thình thịch. Tưởng chừng cả rạp đều nghe. Sau khi coi xong hai phim, cả hai lại về ký túc xá vì đã đến giờ giới nghiêm. Hôm sau, cả trường một phen hoảng hồn vì Vân Hà bị phong đòn gánh giật méo miệng, phải đưa vào cấp cứu ở bệnh viện Chợ Quán. Vì không được điều trị kịp thời nên Vân Hà vừa bị méo miệng, vừa đi đứng khó khăn. Nhưng tất cả chẳng làm gì được Chí Linh thay đổi tình cảm của mình. Từ khi Vân Hà nhập viện, mỗi ngày Chí Linh lại tranh thủ đến giờ nghỉ hiếm hoi để vào bệnh viện chăm sóc, tập cho chị đi, và tình yêu thực sự bắt đầu. Xa nơi bến đầu, chim sao bay xa mãi không về. Em vẫn chờ anh nơi đây bến lờ, rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ. Cùng nhau tốt nghiệp và cùng là bạn diễn vào năm 1987, Chí Linh và Vân Hà kết hôn. Trong mắt khán giả và đồng nghiệp, đôi vợ chồng nghệ sĩ Chí Linh và Vân Hà là một cặp đôi hoàn hảo. Thế nhưng, là vợ chồng thì phải có lúc giận hờn rồi cãi nhau, hay thậm chí tưởng chừng như đã bỏ xa nhau. Và vào năm 1989, bởi nhiều sóng gió cùng sự háo thắng của tuổi trẻ nên đã không ai chịu nhường nhịn ai. Thời mới cưới, chưa có con, vợ chồng Chí Linh Vân Hà từng có cả tháng sống xa nhau vì hờn giận, nhưng rồi cứ như còn mắc nợ nhau nên tự tìm về sống lại vui vẻ, quên đi những giận hờn và bỏ qua hết cho nhau.
gia đình ổn định nên sự nghiệp cũng vì thế mà thuận buồm xuôi gió. Năm 1990, Vân Hà đoạt huy chương vàng tại hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, vai công chúa Tây Sơn trong vở Mặt trời đêm thế kỷ của soạn giả Lê Duy Hạnh. Năm 1991, hai vợ chồng Chí Linh Vân Hà chào đón hai cô con gái sinh đôi đầu lòng. Năm 1992, Vân Hà là một trong những nghệ sĩ trẻ được trao giải thưởng danh giá Trần Hữu Trang mùa thứ hai. Còn nghệ sĩ Trung Đức thực sự tỏa sáng khi được làm trưởng đoàn Cửu Long 2 đổi nghệ danh thành Chí Linh. Năm 1993, anh được khán giả bình chọn là diễn viên được yêu thích nhất cùng với diễn viên Ngọc Huyền. Sông quê nước chảy đôi bờ, để anh chín dài, để anh chín dài mười khờ thương em. Sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Những năm 1990, cái tên Chí Linh Vân Hà thường xuyên cùng nhau xuất hiện trong các video cải lương Hồ Quảng và xã hội. Tuy nhiên, đa phần Chí Linh và Vân Hà lại ít khi đóng cặp với nhau. Chí Linh hay đóng với Thoại Mỹ hoặc Thanh Thanh Tâm, còn Vân Hà thường gặp các nghệ sĩ Ngân Tuấn. Điều này cũng là một cái hay làm nổi bật lên cá tính phong cách của từng người trong từng vai diễn. Khán giả sẽ không bị nhàm chán vì sự xuất hiện của hai vợ chồng lúc nào cũng đóng chung, mà thay vào đó là sự thích thú tò mò khi cả hai xuất hiện trên sân khấu cũng như trong video. Cả hai vợ chồng Chí Linh và Vân Hà đều có những thế mạnh riêng. Chí Linh sở hữu gương mặt điển trai, sáng sân khấu, giọng ca khỏe, lảnh lót, có hồn và có độ ngân mạnh nhất định. Có thể nói sau nghệ sĩ Vũ Linh thì nghệ sĩ Chí Linh là chàng kép được hội tụ tài sắc nhất và gây được ấn tượng với khán giả qua những vai diễn mang đậm phong cách riêng của Chí Linh như vai Tang Đại trong Anh Hùng Não, vai Xích Như Lân trong Kim Hồ Điệp v.v. Còn Vân Hà có được coi là một gương mặt gây được thiện cảm với khán giả ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Chỉ có nụ cười rất duyên và hiền hậu, xem Vân Hà diễn những vai đòi hỏi độ diễn nội tâm nhân vật mới thấy hết được cái duyên và cái tài của chị trong từng vai diễn. Nên anh cũng dạng quê người, chiều nay bỗng nhớ cây mồ, dòng sông in bóng em chiều thu. Về đây mới biết bên sông. 30 năm sống chung với nhau, bao nhiêu buồn vui của cuộc đời cùng nhau chung chịu, hiếm ai thấy được một cặp đôi nghệ sĩ lại bền duyên vợ chồng như Chí Linh và Vân Hà. Hiện tại, sau khi nghề diễn sân khấu cải lương không còn được khán giả mến mộ như trước, nhiều khán giả đồn rằng Chí Linh và Vân Hà đã giải nghệ, nhưng thực sự anh chị vẫn đi diễn đều đặn ở các sân khấu nếu có lời mời. Chí Linh còn theo các danh tài đàn cô, đàn chú để đi hát ở miền Nam California. Chí Linh và Vân Hà vẫn là bạn diễn ăn ý với nhau trên sân khấu và là bạn đời của nhau trong cuộc sống. Mong ước của cả hai nghệ sĩ Chí Linh và Vân Hà là có được một sân khấu nhỏ để lúc nào cũng làm cho cải lương sáng đèn trên sân khấu ấy, giúp ươm mầm cho những thế hệ sau tiếp nối truyền thống của dân tộc và của các nghệ sĩ thế hệ đi trước.